Có màu gì không? À, nắp sẵn đó màu nước. Màu nước. Mưa mù không? Một mũi xuống đi. Cái này chưa chỉnh đi. Rồi bằng cách tại vì phá loạn, hút một cái liếm từ đây qua đây. Thì đây là màu nước bao nhiêu? Màu nước 10 mũ. Từ phá loạn mấy lần? À phá loạn 10 lần ha. Từ 1 cho bao chít? Phá loạn 10 lần là từ 1 đến từ lấy 1 ống này. Cho bao ống này thì đây là màu nước 10 mũ. Từ 2. Từ đây qua đây. Màu nước 10 mũ từ 3. Đó là việc thứ nhất là chúng ta sẽ pha loãng màu thử theo từng nồng độ giảm lần 10 lần nha. 10 mũ 0, từ 1, từ 2, từ 3. Rồi, bắt đầu chúng ta tiến hành cây. Thì chúng ta có tất cả là 15 ống. Trong đó có 3 ống kép nha. Trong đó có 3 ống kép. 3 ống kép. 6 ống. À, cái gì để ý là trong một cái ống đều có cái chuông đúng không? Gọi là chuông đục hàm. Đó, trong chuông là hiện tại nó không có khí nha. Thì sau khi cái gì cấy xong thì cái gì kiểm tra xem trong chuông nó xuất có đục không, có khí không để chúng ta đọc kết quả. Rồi đầu tiên trong 15 ống này thì chỉ có 3 ống kép, người ta ký hiệu là chữ K nha. Kép thì ký hiệu là chữ K. Tơ là ký hiệu là chữ D. Được chưa? Rồi đầu tiên cả chị hút 10ml cấy vào ống kép. Thì đây cả chị ghi thông tin là BC 15 ống. BL kép. Kép là K. Màu nước K được 10 mũ 0. Được chưa? Tiếp tục cái vào đây là kẹp nó cậy 10ml, đơn nó cậy 1ml. BCBL đơn ghi chữ D. Màu nước 10 mũ. Không, đây. Tương tự BCBL đơn màu nước 10 mũ. Từ 1. Đấy. Màu nước hơi mũ từ 2. Đó, như vậy một ống nó cả chỉ cấy 3 lần nha. Đơn thì ghi đơn, kẹt thì ghi kẹt. Màu nước bao nhiêu thì ghi ra hơi mũ từ 3. Như vậy mỗi nồng độ chúng ta sẽ có từng bộ 3 tương ứng nha. Để sau này chúng ta đọc kết quả xem được bộ này bao nhiêu ống nhân tinh, bộ này bao nhiêu ống nhân tinh. Đó. Như vậy bước đầu tiên phải nhìn pha loãng ra nha. Pha loãng ra. Sau đó chúng ta cấy vào. Thì ví dụ cấy đấy 1 thì cả nhìn cấy 3 ống, 1 cái như vậy 3 lần nha. Như vậy cấy 1 ống nữa nha. Mỗi ống 1ml. Như vậy chúng ta cấy 3 ống là 3ml nha. 1 còn thằng này 10ml. Một cái điểm thì cả gì dùng maropipet để hút nha. Dùng maropipet để hút. Còn 10ml thì nó nhiều quá. Thì chúng ta lấy pipet thủy tinh nha để hút cho nó nhanh. Cho 10 cả gì hút 10 lần thì lâu lắm. 10 lần mà 3 ống là đến 30 lần. Thế đó chúng ta dùng pipet thủy tinh, dùng bọt cao su hút lên nha. Pipet thì pipet thủy tinh đây gọi trong tơ giấy bạc màu xanh á. Cái gì mờ gọi giấy bạc màu xanh ra. Đó. Để sử dụng xong gọi lại nha. Được chưa? Rồi sau khi ủ xong, sau khi làm xong thì tất cả các nhóm sẽ đem lên đây để ủ nha. Mỗi nhóm sẽ có một bộ đi ủ, một bộ gồm 15 ống nha. Rồi sau khi ủ xong thì chúng ta sẽ đọc kết quả xem ống nào đục, ống nào sinh gan nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm nha. Rồi làm theo sơ đồ trên bảng. Có gì
những cái thông tin gì lên nóng như thế này. Đấy, đối kẹt đấy, những thông tin này. Khi đây cả gì phân biệt, cả ông người nhau cũng có nhầm lần. Ông nào kẹt, ông nào đơn. Ông nào 110, 111, 112, việc ra. Chia ra, người đi thông tin, người đi pha lò, người hút. Chia việc ra làm nha. Rồi. Rồi anh 15 nha.